Alo, lại là AD đây. Hôm nay vũ trụ lại gửi một chiếc video không có hashtag, không có caption đến mấy bà. AD không có gì hay ho á, ngoài việc sơ hở là thông điệp hết trơn á. Nhưng mà hứa là sẽ không ăn nói sờ lơ với mấy bà nha. Ủa gì vậy? Cái gì để tôi nói cho mấy bà nghe nè. Cho xin 30 giây quảng cáo nha. Đây là sân chơi trên điện Liquid Love Scholar Cup, nằm trong khuôn khổ chương trình tuổi trẻ Việt Nam rèn đức luyện tài dẫn dắt tương lai. Chương trình với chủ đề năng lượng yêu thương dẫn dắt tương lai Liquid Love dành cho học sinh khối trung học cơ sở do Hội đồng đội Trung ương phối hợp với thương hiệu Love Manto, công ty cổ phần sữa quốc tế IDB triển khai thực hiện. Nhưng tôi nghĩ là còn nhiều bạn chưa kịp nghe được những thông điệp hay ho của phần 1 nên tôi xin phép được review sương sương nha. Ở phần đầu tiên thì các bạn sẽ được nghe hai bạn học sinh đến từ hai trường trung học cơ sở Võ Trường Toản và trường trung học cơ sở Tân Đông Hiệp tranh biện về đề tài thể dục nên là môn học bắt buộc của khối trung học cơ sở, cực kỳ gây cấn luôn đó nha. Các bạn có thể xem phần 1 ở bên dưới comment, tôi có thả một chiếc link để dành tặng cho mấy bà đó. Trước khi bắt đầu nội dung nghiên cứu phần 2 thì tôi xin phép dừng khoảng chừng 5 giây. Mấy bà hãy thả tim, subscribe và đẩy view dùm tôi nha. Trong phần 2 thì có rất nhiều nội dung hay ho. Đầu tiên sẽ là gì nhỉ? Đó là một tiết mục văn nghệ siêu đáng yêu đến từ các bạn cổ động viên trường trung học cơ sở Tân Đông Hiệp dành tặng cho bạn Khánh Linh để tiếp thêm năng lượng cho bạn thực hiện tốt phần thi trên biển của mình. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, ước mơ giữ trong ánh mắt, dâng đầy tình yêu mãi trong tim này. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, tiến lên dấu mưa dấu nắng, đi về cùng nhau nắm tay vai kề. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, ước mơ giữ trong ánh. Vỗ tay nào các bạn. Mãi trong tim này. Mãi trong tim này. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng. Tiến lên dấu mưa dấu nắng. Đi về cùng nhau nắm tay vai kề. Còn chủ đề hôm nay là gì nhỉ? Xin mời MC Đại Nghĩa. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái đề tài mà đội trường Tân Đông Hiệp sẽ đưa ra những ý kiến hùng biện. Đó là sự kỳ vọng quá lớn của cha mẹ sẽ gây ra nhiều áp lực cho con cái. Chúng ta hãy lắng nghe những ý kiến đến từ các bạn của trường trung học cơ sở Tân Đông Hiệp nha. Ban tổ chức đã giao trước hai chủ đề cho hai đội thi. Mỗi đội đều được một lần hùng biện và một lần phản biện. Thời gian tối đa 10 phút để hùng biện, 5 phút để phản biện. Ban cố vấn đóng góp ý kiến và đưa ra đánh giá cuối cùng. Kết quả cuộc thi dựa theo tiêu chí, sáng tạo trong nội dung lập luận và phong thái trình bày của các thành viên. Thời gian dành cho em bắt đầu. Đầu tiên con xin gửi lời chào đến chú Đại Nghĩa, ban cố vấn, đội bạn, cùng tất cả các bạn. Con tên là Đặng Khánh Linh, học sinh lớp 82, đại diện trường trung học cơ sở Tân Đông Hiệp. Ngày hôm nay con đến đây là để chia sẻ quan điểm của con về việc sự kỳ vọng quá lớn của cha mẹ sẽ gây ra nhiều áp lực cho con cái. Trước hết thì con xin được giải thích sự kỳ vọng là gì. Theo con, sự kỳ vọng của bố mẹ như một sự quan tâm của bố mẹ tới những đứa con mình sinh ra, mong muốn chúng có được thành công như bao người khác để cuộc sống sau này trở nên tốt đẹp hơn. Sự kỳ vọng và quan tâm bằng những lời động viên sẽ giúp cho những đứa trẻ có thể trở thành những con người có ích cho xã hội và đi đúng định hướng cuộc đời. Thế thì còn áp lực học tập là gì? Áp lực học tập là việc mà bất cứ học sinh hay sinh viên nào đều phải đối mặt. Nó thực chất là một dạng dồn nén các cảm xúc tiêu cực như căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng nó đồng thời cũng là một phần quan trọng của cuộc sống, giúp thúc đẩy mỗi cá nhân phát triển để đạt được những thành tích cao trong học tập. Thế thì nguyên nhân tại sao mà các bậc làm cha làm mẹ lại gây ra áp lực cho con cái? Có phải chăng là vì thể diện của bố mẹ
Và cũng có phải chăng là vì xã hội coi trọng chuyện bằng cấp? Thử hỏi ở thời buổi này, nếu như không có bằng cấp thì liệu có ai chịu tuyển dụng hay không? Và cũng chính vì nguyên do đó, tình trạng quá tải và thiếu ngủ của học sinh được chính thức công khai lên tiếng như một lời kêu cứu của học sinh khi được hai học sinh đến từ trường Trung học Phổ thông Gia Định đưa vào đề tài nghiên cứu khoa học và đã lọt vào vòng chung kết thành phố Hồ Chí Minh. Tóm lại, quan tâm là một việc rất tốt, rất hữu ích như tôi vừa trình bày. Nhưng từ khi nào quan tâm lại tạo ra áp lực? Theo tôi có hai quan điểm. Đến với quan điểm 1, nhìn ở góc độ tích cực thì cha mẹ kỳ vọng vào con cái, nó sẽ gây ra áp lực. Nhưng áp lực đó lại chính là động lực để giúp đánh thức sức mạnh phi thường bên trong bạn, giúp bạn phát huy những tài năng, tiềm năng bên trong mình. Khi cha mẹ đặt bất cứ kỳ vọng gì mà bạn còn đang lo sợ, thì tôi nghĩ rằng niềm tin của bạn vào bản thân mình chưa đủ lớn. Vậy, sự kỳ vọng của cha mẹ gây ra áp lực cho bạn, hay chính niềm tin của bạn vào bản thân mình mới là áp lực thực sự? Nếu bạn tin tưởng vào khả năng, vào thực lực của mình thì bạn sẽ có đủ tự tin để vượt qua mọi trở ngại và đạt đến thành công. Bởi thế mà Leonardo da Vinci đã chăm chỉ vẽ chướng mỗi ngày, để rồi sau này đây ông đã trở thành một trong những danh họa nổi tiếng thế giới. Bắt đầu từ những bài học đơn giản nhưng nó là cả một quá trình khổ luyện. Hay Nguyễn Ngọc Ký, ông đã nỗ lực để khiếm khuyết không còn là rào cản của bản thân. Ông từng là một người mất đi hai đôi tay, sau này ông đã trở thành một nhà giáo ưu tú được bao thế hệ học trò kính trọng. Ý nghĩa của sự phấn đấu là thành công. Mấu chốt nằm ở chỗ họ biết cách biến áp lực thành động lực. Trong thực tế, bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào đều mong muốn con cái mình có được thành công như bao người khác, có thể trở thành người có ích cho xã hội. Mấy các bạn có đồng ý với tôi không ạ? Cũng chính vì tâm lý đó mà không ít các bậc phụ huynh đã luôn cố gắng tạo mọi điều kiện học tập tốt nhất cho con cái. Nhưng đôi khi sự kỳ vọng to lớn ấy của cha mẹ sẽ gây ra gánh nặng đè lên đôi vai của trẻ nhỏ và khiến cho chúng cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Thế nhưng áp lực lại chính là yếu tố quan trọng giúp cho con người ta phát triển, cũng là yếu tố giúp cho hệ thần kinh của chúng ta trở nên nhạy bén nhất. Nhiều người chỉ thực sự bắt tay vào hành động khi có áp lực đè lên đôi vai của họ. Ví dụ như nếu ngày mai có một bài kiểm tra quan trọng thì có phải là tối ngày hôm nay các bạn sẽ học bài thật kỹ và sáng hôm sau sẽ làm bài kiểm tra đấy thật cẩn thận. Các bạn thấy tôi nói có đúng không? Thuần phục được áp lực là một điều không hề dễ dàng, vì vậy nó phụ thuộc rất nhiều vào quyết tâm của bạn. Một điển hình tiêu biểu như là bà J.K. Rowling, tác giả của quyển sách Harry Potter nổi tiếng. Bà đã từng bị 12 nhà xuất bản từ chối, nhưng bà vẫn không bỏ cuộc, cố gắng thuyết phục từng nhà xuất bản và cuối cùng bà đã được chấp nhận. Và quyển sách Harry Potter đã giúp bà trở thành một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Tiếp đến tôi xin trình bày quan điểm 2 của mình. Không có áp lực sẽ không có kim cương, nhưng nếu như áp lực tạo ra quá lớn và không đúng cách thì sẽ phá hủy đi giá trị của viên kim cương đó. Như chúng ta cũng vậy, khi cha mẹ đặt quá nhiều niềm tin, quá nhiều kỳ vọng vào con cái sẽ khiến cho chúng cảm thấy áp lực. Thế kỳ vọng to lớn ấy của cha mẹ gây cho ta điều gì? Đó chính là muốn ta đạt được điểm 9, điểm 10, trở thành học sinh giỏi, có thành tích học lực cao của lớp hoặc thậm chí là khối, phải thi đậu vào những trường chuyên có danh tiếng. Nếu như không đạt được những gì cha mẹ đã đề ra thì sẽ phải gánh chịu những câu nói như là chưa đủ cố gắng hay là lười biếng. Vì thế học sinh sẽ dễ sinh ra tâm lý áp lực vì sợ bản thân thua kém với người khác. Nguồn gốc của áp lực học tập chính là đây. Ở đâu đó chắc hẳn ai cũng đã từng nghe về những vụ việc đau lòng khi học sinh vì điểm số mà dẫn đến các kết cục không hay. Vừa qua, The Paper trích dẫn theo thống kê The Economist cho thấy tỷ lệ tự tử của thanh thiếu niên Trung Quốc đứng đầu thế giới. Con số cụ thể lên đến 100.000 người mỗi năm. Cứ một phút lại có 2 người tìm đến cái chết và 8 người khác có ý định tương tự. Hơn 80% học sinh nước ta phải gánh chịu áp lực học tập. Tình trạng này gặp nhiều hơn ở học sinh cấp 2 và cấp 3. Ở độ tuổi tiểu học, các em nhỏ không phải gánh chịu tình trạng này vì do độ tuổi còn nhỏ và chưa ý thức sâu sắc về vấn đề thành tích. Ngoài ra, đối với một số phụ huynh còn đặt nặng vấn đề là phát triển năng khiếu và tích cực tham gia các hoạt động phong trào thi đua. Cũng chính vì vậy mà học sinh phải cố gắng học tập liên tục để trau dồi kỹ năng, phát triển năng khiếu của mình nhằm khẳng định bản thân. Vì thời gian học tập rất nhiều và thời gian nghỉ ngơi thì ít như vậy, cho nên sức khỏe của học sinh chúng ta sẽ bị giảm sút đi. Tóm lại, ý tôi muốn nói ở đây là sự kỳ vọng quá lớn của cha mẹ sẽ gây ra nhiều áp lực lên con cái. Và giải pháp tôi muốn đưa ra, những người làm đứng sinh thành, hãy lắng nghe, quan tâm đến tiếng nói, quan điểm của con cái mình. Và các bạn học sinh, các bạn hãy cứ cố gắng học tập, nỗ lực theo đuổi đam mê, nhưng đừng quá áp lực về điểm số vì chúng không phải là tất cả. Các bạn có đồng ý với tôi không? Và
đó là những gì, những quan điểm mà con muốn chia sẻ trong ngày hôm nay, con xin hết ạ. Một tràng vỗ tay dành cho bạn Khánh Linh nào. Một cái phần chia sẻ rất lưu loát, mạnh mẽ, hùng hồn về cái câu chuyện này. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe những ý kiến phản biện đến từ các bạn học sinh trường Võ Trương Toản. 7 phút dành cho các bạn, bắt đầu. Xin chào chú Đại Nghĩa, xin chào ban cố vấn, chào đội bạn cũng như là toàn thể các bạn khán giả ngồi ở đây. Em tên là Trần Huỳnh Thái Linh, là học sinh của trường trung học cơ sở Võ Trương Toản. Và cảm ơn đội bạn đã đưa ra những quan điểm khá là hay về chủ đề sự kỳ vọng quá lớn của cha mẹ sẽ gây áp lực nhiều cho con cái. Tuy nhiên, tôi lại có một góc nhìn khác về vấn đề này. Vừa rồi bạn đã đưa ra câu hỏi, từ khi nào mà quan tâm lại tạo ra áp lực? Tôi xin trả lời, khi mà cha mẹ yêu thương chúng ta, họ sẽ đặt kỳ vọng lên đôi vai chúng ta. Và những kỳ vọng đó tạo ra áp lực. Và mục đích của họ là gì? Muốn con mình trở nên giỏi giang hơn, trở nên ưu tú hơn, muốn định hướng tương lai của con mình trở nên đúng đắn hơn, muốn con mình vực dậy tinh thần, thoát khỏi hoàn cảnh éo le của gia đình, muốn con mình thoát khỏi những điều kiện sống khó khăn, thiếu thốn. Vậy thử hỏi, nếu như không có những áp lực mà bố mẹ đặt ra như thế, thì con cái có trở thành một người tốt hay không? Có chăm chỉ, có siêng năng, có đi trên một con đường đúng đắn hay không? Nếu như mà không có áp lực đó, thì những con cái của cha mẹ có biết vực dậy tinh thần, có cố gắng, có nỗ lực, phấn đấu để mà vượt lên khỏi chính hoàn cảnh gia đình của mình hay không? Tuy nhiên, thì xảy ra những cái hiện tượng, những cái kết quả như bạn vừa nói, đó chính là con cái sẽ cảm thấy áp lực, sẽ cảm thấy mệt mỏi. Và thậm chí là có những trường hợp, ví dụ như về tâm lý và về tinh thần, cảm thấy rất nặng nề. Đó chính là cách áp lực sai của cha mẹ. Đối với quan điểm bạn đưa ra cho rằng con cái thường hay áp lực khi đứng trước những kỳ vọng của cha mẹ, là do con cái không có niềm tin vào bản thân mình, tự ti vào bản thân mình và không có dám suy nghĩ lớn, không có dám làm lớn. Vậy tôi xin hỏi, không phải lúc nào thứ áp lực mà bố mẹ kỳ vọng vào mình cũng là thứ mà mình muốn làm. Vậy tại sao thì phải phí tâm, phí sức để nghĩ lớn làm lớn điều mình không muốn? Nhiều cha mẹ hiện nay cứ lầm tưởng rằng mình muốn gì là con mình muốn đó. Ví dụ như, ba mẹ mong con đạt điểm cao nhưng chưa bao giờ hỏi con là con có yêu thích môn học này hay không? Con có khả năng đạt được số điểm đó hay không? Hay là con có muốn làm công việc này hay không? Khi mà bố mẹ đặt lên sự kỳ vọng mà trái lại với mong muốn của chúng ta, sẽ sinh ra sự suy nghĩ là muốn chống đối. Và khi con cái cãi lại thì cho rằng đó là thiếu hiểu biết. Các bạn ở đây đã có ai vào trường hợp này hay chưa ạ? Và khi mà họ phải ép con mình giỏi theo kinh nghiệm của họ, nhưng là với tính cách của họ chứ không phải là với tính cách của con cái, do đó hình thành nên tư tưởng là con cái không có quyền lựa chọn và mình muốn gì là con cái cũng muốn điều đó. Điều này khiến không ít đứa trẻ cảm thấy ức chế tâm lý. Ngoài ra cũng có một số cha mẹ là kỳ vọng lên bản thân con cái của mình những điều mà mình không làm được ở thời trẻ. Ví dụ như ở thời trẻ, ba mẹ không giàu sang thì liền muốn con mình giàu sang. Ba mẹ không giỏi ngôn ngữ thì liền muốn con mình giỏi ngôn ngữ. Đó là lý do mà con cái thường thấy áp lực khi đứng trước những sự kỳ vọng của cha mẹ. Và để mà giảm thiểu những hiện tượng xấu đó thì chúng ta cần phải đưa ra giải pháp, không chỉ là một mình phụ huynh mà là cả hai, phụ huynh và con cái. Phụ huynh phải nói chuyện nhiều hơn với con, phải thấu hiểu con nhiều hơn, phải tôn trọng sở thích cá nhân của con và quyết định của con. Và đừng so sánh con mình với bất kỳ ai, bởi vì ai trong chúng ta cũng đều mang một ưu tú riêng. Và cha mẹ phải cảm thấy tự hào với ưu tú của con mình. Và khi đối với con cái, chúng ta cần phải tự tin vào bản thân. Khi lỡ mà gặp những trường hợp cha mẹ áp lực lên mình, thì mình phải mang một cái suy nghĩ chín chắn. Mình phải tự nhìn lại bản thân là mình có thiếu sót gì hay không. Nếu như đúng thật mình thiếu sót, mình phải tự sửa lại bản thân để trở nên tốt hơn. Còn nếu như mà cha mẹ nói sai, muốn mình giỏi hơn chỉ để khoe với người ta và không tôn trọng cái ưu tú của mình, thì phải tâm sự, bảo vệ ý kiến của mình, phải nói ra suy nghĩ và mong muốn của mình, và từ đó biến áp lực thành động lực để khi mà gặp một khó khăn gì đó, bạn không có những suy nghĩ tiêu cực mà chỉ có những suy nghĩ tích cực và bạn có thể thành công. Em xin cảm ơn. Đó là những ý kiến phản biện từ Thái Linh của trường Võ Trường Toản. Ô Di Hà My ơi,
sau khi nghe đội mình chia sẻ xong và nghe đặc biệt là ý kiến của Thái Linh, là ý kiến phản biện thì em nghĩ như thế nào? Dạ thật ra thì đối với cái chủ đề mà kỳ vọng của ba mẹ có gây áp lực cho con cái hay không thì em vừa đồng ý cũng vừa không đồng ý với điều này. Bởi vì đối với em thì sự kỳ vọng của ba mẹ sẽ trở thành động lực cho con cái, giống như mọi người nói, khiến cho con biết rằng là có người ủng hộ và tin tưởng mình, và cũng sẽ là có người vui khi mà con đem những thành tích tốt về. Tuy nhiên thì lượng kỳ vọng quá mức thì cũng sẽ biến thành áp lực. Kỳ vọng vừa đủ sức của con mình á thì nó cũng sẽ nó sẽ là cân bằng hơn như chú Đại Nghĩa nói. Bản thân con thì con vừa đi học vừa đi quay, có một cái câu hỏi mà con nhận được khá là thường xuyên, đó là ủa con đi học vừa đi quay như vậy thì cái việc con cân bằng việc học là nó như thế nào, làm sao để con có thể vừa làm tốt cái này vừa làm tốt cái kia. Thực sự thì con cảm thấy rất là may mắn khi mà ba con là một người mà không có đặt quá nặng về cái vấn đề thành tích học tập của con. Thành ra là con vẫn có những cái khoảng thời gian thoải mái ở trên trường và vừa tận hưởng được cái khoảng thời gian đi chơi của mình mà không có gặp áp lực gì hết. Sau phần trách biện của hai đội, các thành viên ban cố vấn cũng đã đưa ra những đánh giá khá là hay ho luôn. Bạn Thái Linh vô cùng xuất sắc khi đã chuẩn bị cho mình một bài trên biện vô cùng chỉnh chu. Bạn cũng ghi điểm khi đưa ra những lập luận dẫn chứng vô cùng xác thực, đáng tin cậy cho phần trách biện của mình. Tài năng không kém thì bạn Thái Linh cũng đã đưa ra phần thi phản biện vô cùng ấn tượng và thiên về chiều sâu. Đồng thời, bạn cũng đã đưa ra những giải pháp vô cùng hợp lý luôn nha. Nhưng mà phải chờ xem là ban cố vấn có cảm thấy vậy không nha. Cho nên tổng kết lại, sau qua hai phần nói của Khánh Linh và Thái Linh, anh nghĩ là áp lực nào cũng là tiền đề của sự thành công. Tuy nhiên áp lực phải trong giới hạn cho phép. Và khi bản thân của mình không chịu quá được áp lực thì hãy chia sẻ điều đó với những người có thể giúp đỡ mình, như ba mẹ, thầy cô, bạn bè, để giúp mình vượt qua. Linh ghi điểm được một yếu tố nữa là Linh lập luận rất rõ ràng là tính đối thoại đó sẽ đạt được khi không chỉ cha mẹ rèn luyện kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu với con, mà nó còn xuất phát từ cái việc từng em ở đây rèn luyện cái kỹ năng truyền đạt, cái kỹ năng chia sẻ, cái kỹ năng tranh biện của mình một cách hợp lý, để cha mẹ có thể nắm bắt được cái ý của mình một cách hiệu quả, rõ ràng, và cùng nhau ngồi lại với nhau. Thì cái ý mà Linh làm được rất tốt đó là Linh đi tới cùng của sự kiện, là tìm ra điểm giữa từ cả hai phía đều cần bổ sung kỹ năng. Ngoài ra thì Linh cũng đã đưa ra được những cái lập luận tôi nghĩ là cũng tốt, đa chiều. Thì rất là cảm ơn về phần chia sẻ của hai bạn. Anh Quân chỉ có thêm một cái ý này nữa thôi. Suy cho cùng ấy, ai cũng có quyền được kỳ vọng. Mục đích cuối cùng của cái sự kỳ vọng là làm cho cuộc sống của chúng ta tốt lên. Thì bố mẹ cũng như vậy, cũng mong muốn điều đó và chúng ta cũng mong muốn điều đó. Nhưng tại sao chúng ta với bố mẹ giữa hai suy nghĩ chưa đến được với nhau? Hầu hết là các bạn chưa thẳng thắn chia sẻ với bố mẹ. Vì sao lại như vậy? Phải chăng là các bạn chưa đủ tự tin vào chính bản thân mình? Các bạn chưa hiểu được mình đang muốn cái gì? Và năng lực của mình, khả năng của mình đang đến đâu? Thì để giúp cho các bạn thì Hội đồng đội Trung ương và thương hiệu Lomanto, công ty cổ phần sữa quốc tế IDP đã cho ra mắt một cái ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Đó chính là cái ứng dụng hướng nghiệp Lead With Love. Và trên cái ứng dụng này sẽ giúp cho các bạn khám phá được bản thân mình. Nếu các bạn chọn nghề này thì các bạn sẽ phải đáp ứng được yếu tố này, các bạn chọn nghề kia các bạn đáp ứng được yếu tố kia, thì các bạn đã hiểu được bản thân mình thông qua các bài tập trên cái ứng dụng đó. Và từ cái đó các bạn hiểu được mình, các bạn có thể đủ tự tin để các bạn chia sẻ bố mẹ. Bố mẹ, con đã làm cái bài tập trắc nghiệm trên ứng dụng hướng nghiệp Liquid Love, con thấy là con phù hợp cái này. Bây giờ con xin phép bố mẹ cho con được trải nghiệm với cái nghề này. Thì khi bố mẹ nhận được cái sự phản hồi của các bạn, nhận được cái sự chia sẻ của các bạn, thì bố mẹ sẽ hiểu được, à đúng, con mình nó đã có ý thức trong cái việc hoạch định tương lai cho bản thân mình, và từ đó sẽ đồng hành cùng với các bạn. Và cái sự kỳ vọng đấy nó sẽ đặt đúng chỗ. Và khi cái sự kỳ vọng nó đặt đúng chỗ thì sẽ tạo cho các bạn những cái động lực để các bạn nỗ lực cố gắng. Trời ơi, ghê chưa. Chắc chắn rằng những lời chia sẻ của ban cố vấn sẽ phần nào giúp các bạn có thêm một góc nhìn mới để phát triển hơn nữa trong tương lai. Nhưng mà bây giờ hơi cấn cấn xíu nè. Một bên thì quá chỉnh chu, một bên lại quá sắc sảo. Liệu đội nào sẽ giành chiến thắng đây? Trong lúc chờ đợi thì mình cùng hãy giải tỏa với một tiết mục văn nghệ siêu đặc biệt luôn nha. Giống như kèo 502, hứa luôn bên nhau không phai, dính luôn trên sổ đầu bài, tình anh em chắc lâu dài. Lớp mình không thương nhau thì thương ai? Thương nhau mà sao thích còn chướng ngại. Anh em xếp nguyên một tường dài, thôi thì để tình bạn này dẫn dắt tương lai. Dính như kèo 502, dính như kèo 502, look with love by my way. Thương nhau thì ráng đi hết đoạn đường dài, dính như kèo 502, dính như kèo 502, dính nhau dính luôn chồng gái.
tình anh em chắc lâu già. Trên vai là ba lô, trên tay cầm manto, keep it cool, yeah, ta đi cùng nhau, yeah. Kichi kichi cứ dưới góc cây, bao nhiêu câu chuyện trên mây, bao nhiêu niềm vui trông thấy. Chỉ mong lúc nghe tiếng chuông vang lên ta lại dính lấy nhau. Đôi khi mình ngây ngô lo hơn tôi nhìn chuyện đúng sai, mà ta quên trên đời này đâu một ai giống ai. Cho nhau thêm một niềm tin để sau, vì thanh xuân ta có nhau. Lead with love, lead with love, yeah. Let me lead, lead with love. Như khi lỡ lời làm nhau dối hơn, thì chỉ cần ta biết nhận sai. Khi mình lead with love, lead with love, yeah. Let me lead, lead with love, yeah. Giúp nhau thêm biết yêu cuộc đời này tự xinh đẹp hơn. Sáng sao thì siêu lẹ, nhưng mà trong tâm yêu ba yêu mẹ. Tụi tập ăn chơi chi biêu bao nhẹ, về nhà bắt béo đốm ở đó mà khoe. Thể dục thể thao hăng hái chơi tới nơi, sao hay ra dẻ quá vậy chê. Công cô lo công quét dọn xong về, tuy thật sống mà việc tốt bù nhau la huê. Đôi khi mình ngây ngô lo hơn tôi nhìn chuyện đúng sai, mà ta quên trong đời này ta cần nhau sánh vai. Thanh xuân ta nằm trong câu hát Viva la vida, yeah. Lead with love, lead with love, yeah. Let me lead, lead with love. Như khi lỡ lời làm nhau dối hơn, thì chỉ cần ta biết nhận sai, yeah. Lead with love, yeah. Let me lead, lead with love, yeah. Giúp nhau thêm biết yêu cuộc đời này tự xinh đẹp hơn. Lead with love, như kiểu năm không hay. Let me lead, lead with love, yeah. Giống như kiểu nam không hay, giống như kiểu nam không hay, dính nhau dính luôn chồng gái. Thôi thì đến tình bạn này dẫn tới tương lai. Vỗ tay vỗ tay. Một bài hát siêu dễ thương, đúng là dính như keo 5-2 luôn nghe mấy bà. Nhưng mà không để mấy bà đợi lâu nữa thì chúng ta cùng đến với phần công bố kết quả nha. Sau thời gian mà ban cố vấn hội ý cùng với nhau, không biết rằng ban cố vấn đã có quyết định đội nào hôm nay là đội xứng đáng giành chiến thắng chưa ạ? Và ai sẽ là người công bố? Xin mời anh Tất Dũng. Xin chào hai đội và chúc mừng phần thi của cả các bạn. Các bạn đã có một phần thi rất là hào hứng, và các bạn đã thể hiện không chỉ được cái sự hiểu biết của mình về những vấn đề xã hội, mà còn thể hiện được cái sự hiểu biết của mình về những kỹ năng cơ bản của hoạt động tranh biện. Và điều này nó tạo nên một cái sự tranh luận nội bộ giữa ban cố vấn cũng rất là nhiều. Tuy nhiên sau khi mà cân nhắc hết tất cả các yếu tố, từ hình thức tới nội dung, từ giọng nói, cách thể hiện cho tới là các cái yếu tố khác, và cho cả ba phần thi, thì chúng tôi thống nhất là chúng tôi lựa chọn Trung học cơ sở Võ Trường Toản sẽ là đội chiến thắng. Yeah yeah yeah. Xin chúc mừng đội trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản đã giành được phần thưởng vô cùng xứng đáng luôn. Đội trường Trung học cơ sở Tâm Đông Hiệp cũng xuất sắc không kém đâu nè. Còn về mấy bà họ, thì hy vọng mấy bà có thể chiêm nghiệm được những thông điệp vô cùng hay ho và vô cùng phù hợp với bản thân sau khi nghe phần tranh biện của hai trường nha. Và các bạn thân mến, đội chơi giành chiến thắng ngày hôm nay là đội Trung học cơ sở trường Võ Trường Toản với giải thưởng là 5 triệu đồng. Yeah. Và đội trường Trung học cơ sở Tân Đông Hiệp với giải thưởng là 3 triệu đồng. Ngoài ra thì tất cả các bạn tham gia đều sẽ nhận được phần thưởng là 1 năm sử dụng miễn phí sữa lớp Mentor. Vẫn là chân ngôn của tôi, hãy kể mở đón nhận thông nghiệp nhé. Hữu duyên thì mình sẽ còn gặp lại nhau trong những video tiếp theo nha. Bây giờ thì bye bye các bà nha. Mình cùng lớn, cùng liệt quyết lao.